nhằm tạo không khí thi đua sản xuất kinh doanh của các tổ chức cá nhân, cũng như biểu dương tôn vinh tổ chức cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức giải thưởng Ngọn Hải Đăng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 12 năm 2019. Lễ trao giải tổ chức vào ngày 13 tháng 10, đúng ngày Doanh nhân Việt Nam. Tính đến ngày 15 tháng 9 năm 2019, đã có 37 hồ sơ của các doanh nghiệp gửi về ban thi đua khen thưởng tỉnh tham dự giải. Qua xét duyệt, chấm điểm, hội đồng đã chọn ra 34 hồ sơ đủ điều kiện. Hội đồng xét tặng giải thưởng Ngọn Hải Đăng lần thứ 12 vừa họp dưới sự chủ trì của ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để thống nhất danh sách các doanh nghiệp được khen thưởng. Hội đồng xét giải thưởng Ngọn Hải Đăng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 12 năm 2019 đã xem xét thảo luận về các tiêu chí mà 34 doanh nghiệp tham gia giải thưởng đạt được. Qua rà soát xem xét, các thành viên hội đồng đã thống nhất chọn 19 doanh nghiệp có đủ điều kiện được khen thưởng. Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh, những tiêu chí quy chế xét tặng giải thưởng Ngọn Hải Đăng phải đảm bảo chưa đồng chiên khuyến khích doanh nghiệp tham gia, nhưng vẫn phải đảm bảo uy tín, chất lượng của giải thưởng.